nhóm xin cảm ơn và chúc quý cô bác anh chị em buổi tối Chủ nhật an vui hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bị cảm cho nên giọng nói hơi bị là lạ cả nhà ơi. Mà ngài không dám nói đến bây giờ chim ca bắt tâm ta về đến ấy xong vẫn buồn buồn xong vẫn buồn. Xem lại buổi hoạt động hát trong đường phố và gây quỹ từ thiện nhóm thiện nguyện hát từ trái tim. Rất cảm ơn anh chị em dành thời gian dõi theo và đồng viên cho nhóm, cũng như là chia sẻ lên hoạt động nhóm để đến được với những mạnh thường quân và chung sức với nhóm trong hành trình giúp đỡ người nghèo. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Bóng chát đầy trong mắt sao sao đứa chim lá bay ra ngồi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu em từ đó mà ngài không dám nói đến bây giờ chim ca bắt tâm. Và Khoa cũng gọi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem live, mà có thể là một số comment thì Khoa không đọc được nha anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều những lời động viên, những cánh hoa thân thương dành tặng cho thành viên nhóm chúng em.